Tác dụng của việc để đồng xu trong tủ lạnh. Tại sao người ta hay bỏ tiền xu vào tủ lạnh trước khi đi ra ngoài? Đây cũng là cách để kiểm tra độ tươi của thực phẩm. Hãy để một cốc nước vào tủ lạnh và chờ cho nó đông lại. Sau đó đặt một đồng xu lên bề mặt cốc nước. Và sau khi trở về từ chuyến công tác, nếu đồng xu chạm tới đáy cốc, đồ ăn trong tủ lạnh có thể đã bị hỏng. Lúc đó đã đến lúc bạn nên thay tủ lạnh.